Bản tin tiếp tục với những vấn đề khác. Câu chuyện liên quan đến dự thảo quy định cấm thiết bị ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình trong dự thảo nghị định do Bộ Công an những ngày qua vẫn chưa hết nóng bỏng. Khi mới đây, tại buổi làm việc của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với báo Lao động, tờ báo xung kích trên mặt trận chống tham nhũng, vấn đề này tiếp tục được các nhà báo đặt ra. Và coi đây là một kiến nghị để mặt trận phản ánh tới những cơ quan có trách nhiệm rút lại đề xuất này. Đang ngồi trên xe ô tô bên lề đường để quay phim vì thấy có dấu hiệu cảnh sát giao thông vi phạm quy trình kiểm tra phương tiện, hai phóng viên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai bị hai thanh niên dọa cắt cổ. Hai nhà báo Đặng Văn Nghịnh và Nguyễn Anh Tuấn công tác tại đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên khi đang quay phim hình ảnh khai thác cát trái phép bị hai đối tượng dọa đập vỡ máy quay, sau đó tấn công gây thương tích. Trong khi đang tác nghiệp tại bến phà Bãi Cháy cũ, phóng viên Phạm Công của báo Vietnamnet bị hai người xưng là bảo vệ của khách sạn Sài Gòn Tourist hành hung. Bị đe dọa, hành hung khi công khai ghi âm chụp hình tại những điểm nóng đã khiến không ít các nhà báo nản lòng. Báo Lao Động, cơ quan được xã hội ghi nhận là tờ báo xung kích trên mặt trận chống tham nhũng tiêu cực. Các phóng viên tòa soạn cho rằng nếu chống tiêu cực tham nhũng mà không sử dụng phương tiện ghi âm ghi hình lén thì sẽ khó có những chứng cứ chống tiêu cực. Nếu chúng ta cấm như vậy thì người ta sẽ ngại ngùng trong việc tố cáo những hiện tiêu cực. Bản thân báo chí cũng không có được cái công cụ tác nghiệp hữu hiệu. Thì với vai trò một nhà báo thì tôi cũng mong muốn là Bộ Công an xem xét để cái dự thảo về kinh doanh này nó đi đúng, thứ nhất là về cái tên gọi của nó là phải quản lý chặt những cái hình thức kinh doanh, cái loại hình này. Và thứ hai là về quyền sử dụng thì cũng cần phải xem xét để người dân được tham gia vào chống tiêu cực. Và thứ hai là những nhà báo được có một cái công cụ hỗ trợ đắc lực trong cái việc phanh phui và làm rõ những cái hiện tượng chưa tốt, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhiều vụ sai phạm động trời trong lĩnh vực mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các hành vi môi giới hối lộ hoặc đưa nhận hối lộ trong các cơ quan công quyền đã được các nhà báo phanh phui từ việc nhập vai, ghi âm, ghi hình bí mật. Cấm ghi âm ghi hình đồng nghĩa là sẽ khó có những vụ việc tương tự như vậy xảy ra. Nếu mà làm như thế thì có khác gì vặt chân vặt tay của nhà báo đi. Lâu nay chúng tôi cũng đóng góp cho xã hội, muốn có một tác phẩm làm thay đổi hiện thực theo chiều hướng tốt hơn, đưa các đối tượng ra vành móng ngựa. Chúng tôi đã làm rất nhiều, bây giờ tự nhiên lại cấm, quá vô lý. Người ta sẽ hỏi là cái tài liệu này ông lấy ở đâu, thiết bị nào quay. Tòi ngay ra là một thiết bị quay lén, một cái kính của tôi cũng đang quay lén, một cái đồng hồ của tôi đang quay lén, một áo của tôi đang quay lén, một cái bút của tôi đang quay lén, một cái chìa khóa ô tô của tôi cũng quay lén. Thế thì khi họ truy ra cái điều đó thì tôi vào tù trước khi tôi tố cáo đối tượng khác, vì tôi đã vi phạm pháp luật trước. Cho nên chúng tôi cần phải một cái hành lang để chúng tôi tiếp tục cống hiến. Các nhà báo cho rằng quy định đó chỉ dành cho những người làm những việc ghi âm ghi hình lén, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn bí mật, đời sống riêng tư, thuần phong mỹ tục. Nhưng đối với người làm báo thì việc cấm này là nguy hiểm. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những phản ánh của đội ngũ phóng viên báo Lao Động và cho biết sẽ kiến nghị tới các cơ quan chức năng thiết kế những quy định phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động.